Thưa quý vị, trong rất nhiều những chương trình hiện nay thì truyền hình thực tế đang lên ngôi, và một trong những chương trình mà quý vị luôn luôn quan tâm và dành rất nhiều tình cảm đó là chương trình Giọng Hát Việt Nhí. Và ngay bây giờ chúng tôi sẽ tái diễn lại một phần nhỏ của chương trình Giọng Hát Việt Nhí ngay trên sân khấu này. Và mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một ca khúc được mang tên, mà đúng hơn nó là một liên khúc, chúng tôi gọi nó là liên khúc ba miền. Thưa quý vị, liên khúc ba miền thường người ta gắn ba bài của ba miền lại thành một liên khúc. Nhưng chúng tôi gọi liên khúc này là liên khúc ba miền bởi vì chúng tôi gắn ba cái người hát ở ba miền. Vâng, và để giới thiệu ba nhân vật này, mời quý vị và các bạn sẽ cùng trở lại với cuộc thi Giọng Hát Việt Nhí. Với những vòng thi chúng ta đã biết, đầu tiên là vòng giấu mặt, sau đó tới vòng đối mặt, rồi mới lật mặt, rồi mới mất mặt. Thì bây giờ chúng tôi mời quý vị trở lại cái vòng mà đối mặt. Mời quý vị và các bạn cùng thân mến. Đầu tiên xin mời toàn thể quý vị và các bạn chào đón thí sinh đến từ miền Bắc, Phương Duyên. Và ngay sau đó em mời quý vị và các bạn chào đón thí sinh đến từ miền Trung, bạn Quang Nhật. Và mời quý vị và các bạn về miền Nam để chào đón thí sinh của miền Nam, Phương Mỹ Chi. Thưa quý vị, chúng ta sẽ thấy được tài không đợi tuổi với ba ca khúc Chuồng Chuồng Ớt, Về Ăn Cơm và bài ca Đất Phương Nam. Mời quý vị cùng đến với liên khúc ba miền, trận đấu bắt đầu. Chuồn ớt chưa hè nóng bức, bắt đêm căn rôn tập bơi. Chuồn chuồn kim mắt liêm diêm, đậu trên cây ngô. Luống ngô em trồng nặng, luống khoai em trồng nặng, đồng em xanh mang mang mơn man. Ngước mắt lên nhìn trời, khói bếp bay lên nhà ai. Từng giọt mồ hôi rơi, từng hạt mưa rơi rơi, sầm sập sầm sập. Dòng sông uốn cong suốt quê tôi lượn vòng, quê tôi mênh mông lúa mới có bay là lời câu hát đại gia. Chiều chiều nhớ về chốn xa, muôn thời con nít con trân châu. Thủy tiêu dấu trời.
xin cảm ơn hai bạn Quang Nhật và Phương Duyên đã không ngại xa xôi để đến với live show của chú Quang Lê và con. Và bài hát tiếp theo con muốn gửi đến các quý vị khán giả là bài hát Hồn Quê. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.